Top 10 thực phẩm chữa liệt dương hiệu quả Liệt dương đang là căn bệnh rất nhiều đứng mày dâu mắc phải. Để điều trị căn bệnh này, ngoài chế độ sinh hoạt khoa học, việc bổ sung thực phẩm là điều vô cùng cần thiết. Trà là Trà lá khô là một phương thuốc khá phổ biến trong dân gian dành cho cánh mày dâu đang gặp phải những rắc rối trong việc cương cứng của dương vật. Trái trà là chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho chuyện yêu của nam giới sử dụng trà là làm kích thích nam giới nhiều hơn khi giao hợp. Nho khô Nho khô rất giàu chất xơ và những dưỡng chất khác như magie, thiamin, các vitamin C, K, E, riboflavin, folate, niacin, kẽm, canxi, selen và mangan. Nho khô dùng để ăn sống hay đem đun sôi với sữa dùng 3 lần mỗi ngày giúp cải thiện tình trạng xuất tinh sớm rất hiệu quả. Cà rốt Để trị bệnh liệt xương, ta đem thái nhỏ một củ cà rốt rồi trộn chung với 1 phần 2 quả trứng đã luộc chín và trộn thêm vào hỗn hợp này một muỗng canh mật ong và dùng chúng mỗi ngày trong một tháng sẽ có tác dụng rất tốt làm tăng ham muốn tình dục của nam giới, giúp điều trị hiệu quả xuất tinh sớm ở nam giới. măng tây. Măng tây là một loại thực phẩm rất tốt cho nam giới, chúng giúp kích thích khả năng ham muốn tình dục vốn có ở nam giới. Bạn có thể xay nhuyễn 15g dễ măng tây với 2 cốc sữa và uống chúng mỗi ngày 2 lần, giúp hỗ trợ rất tốt trong việc điều trị xuất tinh sớm. Nước ép gừng. Gừng được sử dụng rất nhiều trong các bài thuốc nam giới, tự tin hơn trong chuyện chăn gối. Bạn có thể hòa một ít nước ép gừng với mật ong và dùng chung với 1 phần 2 quả trứng đã luộc chín mỗi ngày. Sự kết hợp giữa ba loại thực phẩm này có thể giúp chữa trị những rắc rối về chức năng cương cứng của dương vật và giúp điều trị bệnh liệt xương rất hiệu quả. Trứng cút Trứng cút chữa bệnh liệt dương do can thận hư có hiệu quả tốt. Bạn cần lấy 10 quả trứng cút, luộc chín, bóc vỏ, cho 15g câu kỷ tử, 15g thỏ ti tử vào nồi cùng 10 quả trứng cút đã bóc vỏ, thêm 400ml nước, đun sôi trong 20 phút, lấy trứng chim cút ăn và chắt nước uống. Cá trạch nấu hẹ, món ăn được dùng chữa bất lực sinh lý và liệt dương ở nam giới khá công hiệu. Cá trạch 250g, hạt hẹ 50g, làm sạch cá trạch, bỏ hết nội tạng hạt hẹ đãi sạch, bọc vào vải, cho cùng, cắt vào nồi, đun với nửa lít nước, cho muối ăn vừa đủ. Sau khi nước sôi, để nhỏ lửa om, cho đến khi nước cạn một nửa thì bỏ hạt hẹ ra, ăn cá, uống nước, mỗi ngày ăn một lần. Cá chê nấu đậu đen Cá chê 1 đến 2 con, đậu đen 150 g, cá chê khử mùi tanh, nhờn, làm sạch giữ nguyên đầu, lọc bỏ xương riêng, nâng xương cá với 300ml nước để làm nước dùng. Đậu đen xay thành bột, cho vào nước xương, quấy đều rồi đun sôi, để nhỏ lửa, cho cá vào nấu chín, đem gia vị là dùng được, ăn trong 15 ngày, bệnh sẽ cải thiện rõ ràng. Ăn tỏi các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng ăn tỏi giúp tăng cường khả năng tình dục ở nam giới, đặc biệt với những người mắc chứng bệnh liệt xương. Nghiên cứu được tiến hành tại Bệnh viện St Thomas, nước Anh, đã chứng minh rằng ăn 4 nhánh tỏi tươi mỗi ngày giúp giảm cholesterol và tăng cường lưu thông máu đến nuôi dưỡng cậu nhỏ. Cua biển Cua biển luôn là món đặc sản cho mọi lứa tuổi nhất là nam giới. Cua biển tính lạnh, vị hàn, có tác dụng thanh nhiệt, sinh huyết bổ xương, tủy, tăng cường sinh lực, chữa chứng liệt xương. Trong 100g thịt cua biển có 15g chất đạm, 2,6g chất béo, vitamin A, canxi và các nguyên tố vi lượng.